Anh chào em trai nha. Dạ. Em trai cho anh hỏi anh trai, em trai tên là gì? Em tên là Phạm Minh Hiếu. Em đến từ đâu? Em đến từ Thái Bình. Thái Bình ha. Dạ. Rồi thì hôm nay em về đây, em nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì? Dạ, em nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để giúp em đây thì người tên là Lê Hữu Lợi, sinh năm 2000, quê An Giang. À, tìm kiếm người này để làm gì em? Em dạ. Có thể chia sẻ cụ thể chi tiết cái sự việc mà em cần giúp đỡ không? Dạ, đối tượng này là lừa đảo chiếm đoạt cái chiếc xe Vision của em ở chỗ tại địa chỉ 37 Lê Văn Sĩ, phường 2 Tân Bình. Em báo công an rồi, chưa thể giải quyết. Chiếm đoạt là như thế nào nhà em trai ha? Em trai có thể chia sẻ rõ hơn không? Dạ, là vào ngày 0 giờ của ngày 13 là qua ngày 14 á, là Lợi này rủ em với thằng bạn em ra ngoài quán nhậu. Ở đó là nó cũng tắt nguồn điện thoại rồi, mới kêu nồi lẩu ra chưa ăn được miếng nào hết, thì nó kêu là rủ kêu em đi về và nó chở, nó lấy xe của em chở em về tới quán. Nó kêu em lên phòng lấy đồ cho nó, mà lên phòng là không có, lúc em xuống thì nó dọn chiếc xe em đi luôn. À, tức là em và cái đối tượng này là có đi nhậu. Hôm đấy nhậu mấy người? Có 3 người em. 3 người vào em... quán địa chỉ ở đâu? Ở quán Ốc Biển đường Nguyễn Bằng. Quận mấy? Ở Sài Gòn hay gì? Phạm Văn 2 Tân Bình. Ở Tân Bình ha. Dạ. Là vào đấy là mới gọi nồi lẩu ra. Chưa có ăn gì. Chưa được ăn luôn. Chưa được ăn vô. Rồi sau đó thì cái đối tượng đấy như thế nào với em? Nó kêu em là chở nó về để lấy đồ cho nó, mà nó kêu là để nó chở em về. À, tức là đang nhậu mới kêu nồi lẩu ra mà lại kêu trở về nhà. Dạ, đúng rồi. Ồ, rồi khi trở về nhà thì như thế nào? Trở về tới quán nó kêu em đi lên trên phòng lấy đồ cho nó. Ồ, tại sao mà phòng của nó mà lại em lại lên lấy đồ? Đâu, tức là đây là phòng tập thể, phòng phục vụ. À. Dạ, thì em lên đó là không có, lên không có, cái rồi em xuống là dưới đó nó dọn xe em đi luôn rồi. Tức là khi mà em lên và em xuống thì xe không còn, bạn cũng biến mất đúng không? Đúng rồi, đúng chiếc rồi. Xe của em là xe gì? Xe Vision. Màu gì? Màu đỏ nâu. Biển số cụ thể bao nhiêu em? Dạ, biển số cụ thể là 61D230507. Xe ra ai đứng tên? Dạ, em đứng tên luôn ạ. Em là chủ sở hữu đứng dạ, tên luôn ạ. Xe đấy em mua lâu chưa? Em mua trước Tết. Trước Tết, tức là mới đây, mới 2-3 tháng này thôi đúng không? Dạ, đúng xe đấy em mua lúc đấy trị giá bao nhiêu tiền? 32.200 này là mình tự về Bình Dương này đăng ký biển số. Tự mình làm giấy tờ đăng ký biển số đúng không? Đúng rồi. Em và cái đối tượng này quen nhau lâu chưa? Dạ, dạ cũng chẳng quen biết gì hết. Tại vì nó mới vô cơ sở làm nửa ngày xong. Làm đấy là làm cái gì em? Dạ, làm đây là phục vụ quán massage là... Công việc của em cụ thể? Tiếp thị rồi dẫn khách. À, là ở quán massage. Dạ. Là cái đối tượng đấy cũng làm ở đây luôn. Dạ, mới vô được có nửa ngày. Mới vô nửa ngày? Dạ. Ai là người ngỏ ý hôm đấy đi nhậu? Là nó luôn á. Tức là nó mời em đi nhậu? Đúng rồi, nó kêu là nó có tên nó mời em đi nhậu đó, nó bao nguyên cái chầu nhậu đó. Mới gặp có nửa ngày? Dạ. Đối tượng đó một lần để em đọc to và lớn họ tên đi. Lê Hữu Lợi. Lê Hữu Lợi, quê quán ở đâu? Quê An Giang. An Giang ha. Tức là em mới quen nửa ngày trong gọi là trong cơ sở làm việc thôi. Đúng rồi. Và cái đối tượng đấy là ngỏ lời em. Dạ. Là mời em đi nhậu. Dạ. Đối tượng đấy bỏ tiền ra bao em. Đúng rồi. Và em thấy cái lời mời đó thì em thích quá đúng không? Nói chung là mình... nể nang bạn bè đúng không? Nói chung là mình cũng không có đề phòng nữa. Tại vì mình nghĩ là trong cơ sở đâu cái đó đâu cũng bình thường, đâu có gì bị lừa đảo đâu. Vậy là rồi là có đi gì? Em đi nhậu và hôm nay có một người nữa là đúng, ai nữa? Là thằng Toàn nó cũng làm chung với em luôn mà cái thằng Toàn đó nó bị dính cái chầu nhậu rồi. Dính chầu nhậu là như thế nào? Tức là nó kêu ra nồi lẩu này xong rồi nó chở em về quán này, thằng kia nó cũng chẳng không có tiền, nó dính chầu nhậu. Tức là khi đấy đi ba người thì nó đã sắp xếp lên lịch kế hoạch kịch bản để mà nó chở em về phòng để lấy đồ. Dạ. Sau đó nó chiếm đoạt chiếc xe của em. Dạ. Còn cái nồi lẩu mà gọi ra cả ba người đều chưa ăn thì nó để lại cho thằng bạn em. Dạ. Toàn đúng không? Đúng rồi. Bạn em là phải trả tiền. Dạ. Mà trong khi đấy thì bạn em có tiền để trả không? Không luôn. Này. Không ha. À, lúc đó phải để lại luôn cái điện thoại ở bạn. Trời ơi. Cái sự việc của em thì em có báo công an chưa? Dạ, em báo công an phường 2 rồi, cũng công an cũng làm đơn cấm mất rồi, cũng tiếp nhận hồ sơ hết rồi đúng không? Tiếp nhận hồ sơ lý lịch rồi luôn. Rồi, ok em. Mà em chờ lâu quá nên kiếm tới anh Hải, thì nhờ anh Hải rồi. Kiếm ra vậy. Em có cái điều gì em muốn nói thẳng thắn tới cái đối tượng mà lừa đảo chiếm đoạt cái tài sản, cái xe của em không? Dạ, em có này. Em nói đi.
Dạ em cũng hy vọng là giờ nếu mà nó có lỡ lấy mà nó cầm ở đâu rồi thì gọi cho em cái địa chỉ, mà nó chưa cầm thì có xin phép mình trả lại cái xe của cho em. Em nói gọi hẳn tên ra em nói. Dạ em cũng hy vọng là cái đối tượng Lê Hữu Lợi này này, nếu mà nó có cầm ở đâu rồi thì nó xin phép nó gọi điện lại cho em, rồi nó cho em cái xe, số địa chỉ để em tới chuột, hoặc là mà nếu mà nó chưa có cầm ấy, thì xin phép này tới trả lại chiếc xe cho em được rồi. Tại vì trong đó là trong cấp xe của em mà có giấy tờ căn cước công dân thì tất cả giấy tờ quan trọng của em ở trong đó nữa. Nếu như đối tượng vẫn ngoan cố không trả thì sao? Thì cái đó thì em cũng sẽ nhờ pháp luật để giải quyết. Đúng không ạ? Tức là bây giờ nếu như cái bạn này mà gọi là sắp xếp một cái thời gian sớm nhất mang xe về để trả lại cho em, yeah, thì em có bỏ qua tất cả không? Dạ yeah, nếu mà trả lại xe với giấy tờ đầy đủ thì thôi xin phép mà bỏ cái xe bỏ cơ qua. Hội em cho bạn này bao nhiêu ngày? Em cho khoảng tầm 3 ngày thôi. 3 ngày đúng không? Dạ, 3 ngày. Còn nếu mà sau 3 ngày? Sau 3 ngày không có thì em nhờ pháp luật giải quyết. Gọi là hết cơ hội. Dạ hết cơ hội. Đúng không? Dạ. Thật sự đây phải nói là một câu chuyện rất là tiếc. Vừa rồi thì qua sự kiện của em thì em rút ra được cái bài học gì không? Dạ nói chung là mình cũng đừng nên tin người quá. Cái này là do em khi mà em đã bị như vậy thì lúc đấy em không có dấu hiệu nghi ngờ gì luôn hả? Dạ đúng rồi, em chẳng có nghi ngờ gì luôn. Em với thằng bạn em tôi nghĩ là đây cũng ăn mà nhậu rồi ăn đi chứ đâu có gì đâu mà dàn cảnh cướp đoạt chiếm đoạt gì đâu. Em nhiêu tuổi rồi? Em 21. Em có vợ có con gia đình gì dạ, chưa? Chưa, em chưa. Em không phải người trong miền Nam đúng không? Dạ em người Bắc mà em vô Nam rồi. Bố mẹ có biết chuyện này chưa? Dạ mẹ em biết rồi, gia đình em biết hết rồi. Bố mẹ có la không? Dạ mẹ em cũng kêu là cái đó thì mẹ báo công an để công an xử lý. Đúng rồi, và hiện tại thì em đã làm công việc gì? Em... bảo vệ. Đúng rồi, hiện tại thì em mới nghỉ bên kia thì em chuyển qua làm. Rồi bây giờ có phương tiện để mà đi làm không? Dạ không, rồi có một chiếc xe Vision luôn. Xe đó là ai cho tìm mua? Dạ này em làm tiết kiệm được mà lâu năm rồi. Làm bao nhiêu năm rồi mới mua được chiếc xe? Dạ, tầm 2-3 năm đấy. 2-3 năm ha, dạ. Giờ thấy tiếc không? Dạ tiếc. Qua cái câu chuyện này em rút ra được cái bài học gì trong cuộc sống em muốn nhắn gửi tới tất cả các bạn trẻ khác, em nói đi. Dạ thì em cũng rút ra được kinh nghiệm mà không đừng có nên tin người quá, nhiều khi tin người thì tin người là mất gì nhỉ? Dạ. Mất tài sản. Mất tài sản. Hôm đấy cũng chính tay em là cái người mà đã chở bạn về rồi mà cuối cùng vẫn nói chở em về đấy. Chính tay là nhưng mà em cũng có ngồi xe rồi ha. Dạ, đúng rồi. Mà cuối cùng vẫn dính kèo ha. Dạ, đúng rồi. Không ngờ là cái đối tượng đấy là lên một cái kịch bản quá hoàn hảo. Đâu ai đẹp lòng nữa đâu. Thôi thì mọi chuyện đã lờ rồi thì anh cũng chẳng biết nói gì hơn, chúc cho em là nhiều sức khỏe và sớm nhận được tin vui. Yeah. Đó là cái đối tượng này sẽ sớm mang xe của em quay về trả cho em. Yeah. Em ra nha, và trong cuộc sống thì anh mong rằng em đây là một cái bài học vô cùng đắt giá đối với em. Yeah. Và cũng như là một cái bài học rất là cảnh giác với rất nhiều quý cô chú anh chị khác. Yeah. Thì em mong rằng tất cả quý cô chú anh chị khi mà xem cái video này thì chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các trang mạng xã hội. Để cái thứ nhất là giúp cho em trai sẽ sớm nhận được xe, và cái thứ hai cũng là một bài học, cái thông điệp truyền tải tới tất cả quý cô chú anh chị trên cộng đồng mạng xem để mà cảnh giác rất nhiều điều trong cuộc sống. Rồi thì vụ việc của em thì đội sĩ Thanh Hải đã ghi nhận. Yeah. Rồi thì bây giờ thì em cứ về đi nha, và yeah, sớm nhận tin vui thì anh tin rằng là bạn đấy sẽ mang xe trả cho em nha. Yeah. Còn bạn đấy mà vẫn cố tình không trả thì bạn đấy sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Yeah. Bởi vì sự việc này em đã báo công an rồi. Yeah. Em yên tâm nha. Yeah. Rồi chào em nha. Yeah. Rồi.